Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là robot hút bụi Rapido RR8. Thì trong clip trước mình đã mở hộp cái con robot này ra cho các bạn xem rồi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể tháo lắp, vệ sinh cũng như là thay toàn bộ cái hộp đựng rác hay là hộp lau nhà nhá. Ok, thì đi kèm với bộ sản phẩm này thì nó sẽ có hai cái hộp. Đó là thứ nhất là một hộp để hút và một hộp để lau. Đó, ok, để lắp được cái hộp này vào con robot này thì các bạn cần phải thao tác như sau cho mình. Trước hết thì mình sẽ nói về cái hộp hút này trước nhá. Cái hộp này thì nó không thể lau được, tuy nhiên thì nó lại được trang bị một cái động cơ ở đây để các bạn có thể tăng cái lực hút lên siêu mạnh là 2500 PA. Đó, thì đối với cái hộp này thì các bạn chỉ để hút thôi nhá. Các bạn muốn hút bụi trước xong các bạn mới lau thì các bạn sẽ lần đầu sử dụng thì nên sử dụng cái hộp này trước để có thể đạt được cái hiệu quả hút tốt nhất và mạnh nhất, làm sạch nhất tất cả bụi bẩn trong nhà. Đó. Về để sử dụng cái hộp này thì các bạn cần phải lắp cái nắp khay vào này cho mình nhá. Ở đây nó sẽ có cái nắp khay rất là dễ lắp thôi. Nó sẽ có hai cái lẫy này, lẫy bằng nhựa này để nhét vào hai cái khay này. Và ở đây nó sẽ có một cái trục tròn để các bạn có thể lắp vào hai cái khe bên dưới. Đây, mình sẽ để sát hơn một chút nhá. Hai cái khay này các bạn lắp vào đây cho mình. Đó. Các bạn xong rồi các bạn ấn một lẫy vào như thế. Ok. Rồi, ok. Đấy, các bạn lắp lẫy vào như thế vậy cho mình. Và để các bạn có thể mở cái nắp khay bụi ra thì các bạn chỉ cần bẻ một chút thôi là cái khay này nó sẽ ra. Đấy, sẽ ra như thế này. Ok. Đó, như vậy là để các bạn có thể lấy được bụi ra nhá. Các bạn cần phải ấn cái này vào chặt cho mình một chút thì nó mới có thể dễ dàng vặn được. Đó, nó sẽ như thế này nhá. Ok, đậy lại. Rồi, để đây là các bạn đã lắp được cái miếng nắp hút bụi vào trong cái hộp rồi, hộp đựng rác rồi. Để vệ sinh được cái hộp đựng rác này thì các bạn cần phải thao tác như sau cho mình. Thứ nhất là các bạn sẽ mở cái nắp hộp rác này cho mình nhá. Đó, là làm sạch bên trong này. Đấy. Các bạn làm sạch thì làm sạch bằng vải hoặc bằng khăn cho mình, không được làm sạch bằng nước cái bộ phận này, bởi vì cái bộ phận này nó sẽ có động cơ ở bên trái đây. Nếu mà các bạn làm sạch bằng nước thì nó sẽ làm hỏng động cơ nhá, dẫn đến là cái hộp đựng rác này sẽ không bền và không thể sử dụng được nữa. Đó, đây là bốn cái chấu điện để có thể tiếp xúc được với con robot này. Ok, bên phần bên dưới thì nó đã ghi toàn bộ bằng tiếng Việt để các bạn có thể làm thao tác theo được rồi. Ở đây mình sẽ nói luôn, đó là các bạn sẽ nâng cái bộ phận này lên. Đấy, nâng cái nắp này lên và nhấc cái tấm lưới lọc này ra. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng lấy cái nước lau và vệ sinh cái tấm lưới lọc này bằng nước hoặc xà phòng đều được. Đó, còn phần bên trong này nhá, phần bên trong này là một cái màng rất là mỏng và hộp đựng rác thì các bạn sẽ phải vệ sinh cho mình bằng khăn thôi chứ không được vệ sinh bằng nước, tránh trường hợp là dẫn đến làm hỏng cái động cơ bên này. Đó, ok, rồi lại lắp lại. Sau khi các bạn đã làm sạch rồi, các bạn sẽ phơi khô và đóng lại cho mình. Đó, đậy cái nắp hộp đựng rác lại. Ok, và tiếp đến thì các bạn sẽ sử dụng thao tác để lắp cho mình vào trong robot nhá. Đây, các bạn quay cái mặt chốt này lên trên và đưa nó vào là xong. Đây, đưa nó vào là xong. Đó, rất là dễ dàng thôi và con robot có thể sử dụng được và hoạt động được. Đó, đây là ở cái chế độ các bạn lau nhé, lau rất là mạnh, lực hút lên tới 2500 PA. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái hộp này ra. Đó, rồi, đặt sang một bên. Và bây giờ tiếp tục đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể vệ sinh được cái hộp đựng nước. Thì hộp đựng nước này nó khác với hộp đựng rác, hộp đựng nước này khác với cái hộp mà hút này, để hộp đựng rác này là như thế nào. Thì thứ nhất, cái hộp này này thì nó thiên về cái khả năng lau nhà hơn là khả năng hút bụi. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có hộp đựng rác ở đây cho các bạn, vẫn chứa rác được bình thường nhá. Và nó sẽ sử dụng cái chổi và cái lực hút thông thường của cái máy thôi. Nó sẽ không được tăng lên cái độ hút lên 2500 PA như cái hộp đựng rác này. Đó, bởi vì nó sẽ không có động cơ. Ở đây thì nó sẽ chỉ có một cái cảm biến rất là nhỏ. Cảm biến này là cảm biến để các bạn thì phun nước ra. Đấy, phun nước ra cái tấm khăn lau ở bên dưới này. Đó, thì các bạn sẽ lắp cái tấm khăn lau như này cho mình. Đấy, rất là dễ bắt thôi. Ok, thì cảm biến nó sẽ phun nước vào đây và làm ướt cái tấm thảm này và con robot nó sẽ đi và nó sẽ lau hết cả nhà. Đó, tương tự như vậy, thứ nhất thì các bạn sẽ mở nắp cái hộp đựng rác này ra cũng tương tự như cái robot con kia và các bạn sẽ lau cho mình toàn bộ cái phần hộp đựng rác này. Đây là cái phần hộp đựng rác nhá. Phần này thì các bạn có thể cho nước vào rửa được và tránh tiếp xúc với bốn cái chỗ này là được thôi rồi, vì hộp này nó rất là kín, không có vấn đề gì cả. Đấy, ok, sau đó khi vệ sinh xong thì các bạn đậy lại cho mình. Đó, và tiếp đến là các bạn sẽ tháo cho mình cái thân thảm này. Thân thảm này có thể tháo rời và các bạn sẽ giặt cái thân thảm này đi cho sạch. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất cũng đã tặng kèm cho chúng ta
một cái tấm thảm nữa thay thế. Đấy, nó sẽ có hai tấm thảm, và cái tấm thảm này thì nó rất là dễ để các bạn thể chế thôi. Bạn có thể chế bằng cái tấm thảm bình thường, cắt ra đều có thể lắp vào vừa được hết đó, vì đây nó sẽ là một lớp dính mà, cho nên là rất dễ để thay thế và thay bằng một cái tấm thảm khác. Ok, tiếp đến thì các bạn sẽ đổ nước vào cái phần trên này cho mình, như trong cái clip trước mình đã làm rồi, bạn đổ đầy vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm trên điện thoại nhé, để các bạn có thể điều chỉnh được mức nước ra nhiều hay ít, và cũng như là tương tự như vậy cái độ mức hút, lực mạnh hay yếu là các bạn có thể sử dụng app để điều khiển. Rồi, ok, mình sẽ lắp lại cái tấm thảm lau này, sau đó mình sẽ lắp lên con robot cho các bạn xem nhé. Cũng tương tự như vậy, cái chốt vàng này quay lên trên, các bạn chỉ cần rất nhẹ nhàng đưa vào như thế này thôi. Đó, như vậy là nó đã bắt và xong. Như vậy là mình đã lắp được cái hộp mà lau nhà vào rồi. Các bạn có thể nhìn thấy được cái tấm thảm này nó rất sát xuống nhà nhé. Đây, đó, mình có thể đi di chuyển luôn và nó sẽ lau luôn được luôn này. Ok, thì trên đây là hai clip mà hướng dẫn các bạn có thể tháo lắp hộp đựng rác cũng như là hộp chứa nước và vệ sinh nó, cũng như thay thế và lắp đặt. Thì trong cái playlist của mình đã đều có các clip khác hướng dẫn về cái con robot này, cách sử dụng cũng như là điều khiển nó. Các bạn có thể vào trong playlist của mình để tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Chào các bạn.